Em Đi Rồi. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh.
Ngọc Anh xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay, ngay lúc này đây, Ngọc Anh vẫn còn rất là xúc động. Ngay từ khi được nhận được bài hát này, Ngọc Anh đã biết là mình rất là may mắn, bởi vì một ca sĩ rất là may mắn khi mà nhận được một bài hát mà mình biết rằng bài hát này nó có một đời sống riêng của nó. Nó có lịch sử, nó có cốt truyện. Và cũng hạnh phúc hơn khi mà Ngọc Anh còn được gặp gỡ người tác giả và được nghe những câu chuyện về cuộc đời của tác giả. Ngọc Anh một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ, cũng như là cảm ơn trung tâm đã cho Ngọc Anh một bài hát thật là hay. Và Ngọc Anh cũng biết rằng bài hát này cũng là do nhờ chú Ngọc Ngạn cũng đã giới thiệu với chị Thủy rằng là bài hát này Ngọc Anh đã đi hát với chương trình của chú Lam Phương khắp thế giới, đã được mọi người ủng hộ, cho nên là hôm nay Ngọc Anh một lần nữa, Ngọc Anh rất mong bài hát này đến được gần hơn nữa, nhiều hơn nữa với khán giả khắp thế giới qua những DVD của Paris by Night. Một lần nữa Ngọc Anh xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhạc sĩ Lam Phương có rất nhiều bài hay giống như là Em Đi Rồi mà quý vị vừa nghe Ngọc Anh trình bày. Nhưng mà theo tôi nghĩ và nhiều khán giả viết thư về trong cái chương trình này, thì tôi nghĩ là nếu phải chọn một bài được gọi là hay nhất của Lam Phương tại hải ngoại, thì tôi tin chắc bài đó là bài Lầm. Bởi vì cái câu nổi tiếng nhất là anh đã lầm đưa em sang đây. Câu đó là thời bây giờ. Quý vị khác cái thời cách đây, phải nói là 15 năm đầu của đời tị nạn, tức là từ khoảng 75 tới 90, là lúc đó là quý vị cũng biết là ở hải ngoại này đàn ông thừa nhiều quá mà đàn bà thiếu quá. Thành thử ra các bà các cô làm khổ các ông rất là nhiều, cho nên chuyện lầm nó xảy ra rất là nhiều. Mãi cho đến khi mà các ông bắt đầu du lịch Việt Nam thì các bà mới bắt đầu đền tội. Vâng, thưa quý vị. Nhưng mà anh em phải nói thật đó, em nghe những cái lời trong cái bài Lầm đó, chẳng hạn những cái gì đó anh hả? Cái câu thà cuộc đời chôn trong lòng đất, tức là những cái lời nó quá đắng cay phải không cô? Dạ, thì em thấy có vẻ như là hình như đàn ông mình mà ai mà đàn ông Việt Nam mà ai mà lỡ yêu rồi đó, mà lỡ dại mà bước đi đó, sao em thấy có vẻ bị thù cả đời vậy? Thế mấy ông có vẻ cay cú quá phải không? Phải không các bà? Yeah. Thì không yêu, không yêu nhau nữa thì thôi chia tay vui vẻ, làm gì mà phải thù hằn dữ vậy anh? Các bà đừng có vội vỗ tay. Là bởi vì thói quen của đàn ông Việt Nam là đàn ông có thể bỏ vợ, vợ không được bỏ chồng. Tại sao em nhìn trong khán giả cũng thấy có mấy bà vỗ tay làm sao? Thành thử ra khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta nghe cái bài Lầm thấm thía hơn. Huống chi bài này lại được gửi đến quý vị qua một người ca sĩ đã từng yêu hơn 20 lần, mà lần nào yêu vài tháng cũng biết là mình lầm.